Chào mọi người, tôi là bác sĩ Lý Quỳnh Liêm. Liêm. Hiện tại thành phố đang lan truyền đại dịch virus phong bạc. Tôi đến đây để xét nghiệm và khoanh vùng ổ dịch. Ở đây không có ai dính virus nè bác sĩ ơi, không có ai phong bạc hết trơn á. Đúng rồi, không ai dính đâu bác sĩ ơi. Dấu hiệu đầu tiên của những người dính virus phong bạc là luôn tự nhận mình không dính virus. Wait a minute. Tất cả vui lòng trả lời những câu hỏi để chúng tôi sàng lọc. Trong nhóm của mình, ai thích được khen, thích thể hiện nhất? Có ai đâu bác sĩ ơi, ai mà thích ba cái khen nó gì? Bác sĩ ơi, đâu ai thích khen được đâu. Nãy giờ nhìn Nghĩa ở đây có vẻ trung thực nhất nè. Nhìn anh nói chuyện rất là dứt khoát. Anh có phải là leader ở đây không? Tại nhìn anh có tố chất lãnh đạo lắm. Bác sĩ mà nói đúng rồi á. Thì đó giờ em chưa nói dối gì hết trơn á. Nhỏ là em có tố chất lãnh đạo trong máu rồi. Ai đây có triệu chứng của virus phong bạc không? Ví dụ như là mắt bị nhòe, thấy ảo ảnh. Không. Đây là số bao nhiêu? Cái này 1 triệu đúng không ta? 1 triệu hay là 10 triệu gì á? 1 tỷ, mẹ sao xuống không 1 tỷ. Triệu chứng lâm sàng rõ ràng rồi. Rồi, giờ thì mình chụp hình từng người để mà up mạng xã hội nha. Về nhớ cài một cái em nha. Snap. Phong bạc. Đã làm gì đâu? Đã làm gì đâu? Tôi không có nhiễm virus nha. Hồi nãy thì test cảm tính thôi. Giờ mọi người đi theo tôi đến trung tâm xét nghiệm cho chắc chắn. Ê, đi xét nghiệm bằng thợ 63 mày. Rồi, mọi người lên xe đi đến chỗ xét nghiệm. Ê, đợi xíu em chụp hình nhé. Đầu xuống. Ôi, ra đây. Ê, bác sĩ cho em mượn chìa khóa vô xe bác sĩ. Alo, cử thêm người xuống khoanh vùng ổ dịch nha. Ở đây nặng lắm rồi. Ê, không có nha. Không có dính virus nha. Ê. Câu hỏi cuối. Dạo này các anh chị có bị kích động khi người khác nhắc đến điều gì không? Không. Có kích động gì đâu. Sao kê. Mẹ, bác sĩ này. Okay. Tao đã tra rõ sao kê rồi. Mấy đứa chỉ đúng có mấy chục ngàn thôi mà nói mấy chục triệu hả? Virus phong bạc tụi mày đúng nặng luôn đó. Ê, đừng đụng tao nha, bạn tao là chủ tịch á. Đúng, bộ tao là quen nhất tụi bay luôn á. Tao là bạn của Châu Tinh Trì nè. Tao còn quen Donald Trump nữa, mày ngon đụng tao rồi. À, tao là bạn của Spider-Man nữa nè. Mấy cái lời phong bạc của tụi mày hù ai? Tôi thấy xã hội bây giờ kinh khủng quá, một mét vuông cái ba bốn thằng người. Mình có thể là lấy giải thua che mắt thánh, là mình có thể là tha hồ mà tung hoặc thân điếu đại biệt. Bắt nó. Cẩn thận với virus phong bạc vì chúng có thể lây lan mọi tầng lớp. Từ già ngày xưa gái cả làng theo tao. Dạ, tôi có không ai theo hết á. Tới trẻ Doraemon ơi, có cách nào giúp tao có máy bay như xe cô không? Ê, Doraemon cứu nó. Từ gái. Tôi chỉ toàn xài hơi mẹp da cá sấu bạch tạng. Tới trai. Bác sĩ, sao bác sĩ mượn xe người ta test phong bạc mà bây giờ bác sĩ up hình Facebook nói xe của mình, người ta phốt quá trời kìa. Trôi Việt Nam. Nhớ nha, virus phong bạc không chừa một ai. Rồi, mọi người lên xe đi đến chỗ xét nghiệm. Ê, chụp hình nữa bác sĩ. Đợi xíu. Trôi Việt Nam. Virus phong bạc không chừa một ai. Trôi Việt Nam. À, nhớ nha, virus phong bạc không chừa một ai. Nó kẹt cửa. Chào mọi người, tôi là bác sĩ Lý Quỳnh Liêm. Hiện nay tôi đến đây. Hiện tại thành phố đang truyền đại dịch virus phong bạc. Doraemon ơi, có cách nào cho? Ê, đi xét nghiệm bằng thợ 63 mày. Đây mày.